Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Làm quán cơm thiện nguyện không đủ tiền tiêu, đập kính hàng loạt xe ô tô để trộm cắp. Ngày 22 tháng 6, tin từ Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Thái Văn Quang, sinh năm 2000, quê quán Tiền Hải, Thái Bình, tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì để điều tra vụ 9 ô tô bị đập kính trong đêm tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Vào cuộc điều tra, công an xác định 9 chiếc xe này đều do một nam thanh niên gây ra. Qua rà soát, công an đã xác định kẻ gây ra vụ việc là Thái Văn Quang, sinh năm 2000, quê quán Tiền Hải, Thái Bình, tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì và bắt giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra, Thái Văn Quang khai đã có vợ là giáo viên nhưng vì mâu thuẫn với gia đình nên bỏ nhà ra Hà Nội. Lên Hà Nội, Quang đã đến khu vực xã Tân Triều xin vào làm ở một quán cơm thiện nguyện. Vẫn bí tiền, Quang đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản từ những chiếc xe ô tô dừng đỗ qua đêm trong các khu dân cư không có người trông giữ. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 6, Quang cho búa, găng tay, áo mưa vào ba lô, đi bộ từ quán cơm ra bến xe buýt, rồi đến một quán internet ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi. Đến khoảng gần 23 giờ 30 phút, Quang đi bộ về khu đô thị Văn Quán mặc áo mưa, đội mũ kín để tránh bị nhận diện. Đến khu vực sân khu chung cư CT8, Quang phát hiện hai xe ô tô không có người trông giữ đã đập vỡ cửa kính xong không lấy được gì. Khi đập đến sang thứ hai, Quang đập tiếp, lục soát thì hệ thống báo động trên xe kích hoạt thì nghi phạm sợ hãi bỏ chạy. Tiếp đó, Quang di chuyển đến một nhà văn hóa phía sau sân vận động Hà Đông thuộc phường Nguyễn Trãi. Tại đây, Quang đập vỡ kính cửa hai xe ô tô xong không lấy được gì. Chưa dừng lại, Quang tiếp tục quay lại địa bàn phường Văn Quán đã đập vỡ kính một xe ô tô màu đỏ, lấy được một tai nghe không dây, 3 tờ tiền mệnh giá 2 đô la Mỹ. Sang đến chung cư CT8, địa điểm gây án ban đầu, Quang tiếp tục đập vỡ kính 6 xe ô tô nữa. Theo lời khai của Quang, nghi phạm chỉ lấy được một sạc dự phòng màu trắng, một lọ sáp vuốt tóc, một ít tiền lẻ. Tuy nhiên qua trình báo của 9 bị hại trong vụ án, có một trường hợp bị lấy mất số tiền hơn 18 triệu đồng để trong xe ô tô. Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận tin báo của người dân về việc đêm 16, rạng sáng ngày 17 tháng 6, 9 ô tô để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán bị kẻ gian đập kính. Khu vực này không có người trông giữ xe. Vụ việc Thái Văn Quang đập kính đã gây xôn xao dư luận. Mặc dù nỗ lực trộm cắp của Quang không gây ra nhiều thiệt hại về giá trị vật chất, nhưng hành động này đã tạo ra những hậu quả nghiêm trọng cho các chủ xe, đặc biệt là một trường hợp mất số tiền hơn 18 triệu đồng. Vụ việc này không chỉ là bài học về hành vi pháp luật mà còn gợi lên nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của xã hội trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, ngăn ngừa những hành động sai trái. Kết quả điều tra nhanh chóng và quyết đoán của Công an quận Hà Đông đã giúp sớm làm rõ sự việc, đem lại sự yên tâm cho người dân khu vực. Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là trong những khu vực công cộng không có người trông giữ. Gần chục xe ô tô để ở khu đô thị bị đập kính. Ngày 17 tháng 6, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ 9 ô tô bị đập kính trong đêm tại khu đô thị Văn Quán, nghi để trộm tài sản. Khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận tin báo của người dân về việc đêm 16, rạng sáng ngày 17 tháng 6, nhiều ô tô để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán bị kẻ gian đập kính. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có 9 ô tô bị đập kính. Bước đầu, cảnh sát nhận định mục đích của nghi phạm là trộm cắp tài sản. Toàn bộ các phương tiện đều để ở nơi không có người trông giữ. Vào khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã xảy ra sự việc sau khi xảy ra va chạm giao thông, năm thanh niên đi xe máy hùng hổ cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô. Cụ thể, vào thời gian trên, một nam thanh niên đi xe máy Honda E-Blade đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên bất ngờ cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sau khi xem video, nhiều người đã bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Liên quan đến sự việc người đàn ông có hành vi dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông, ông PHB, cán bộ chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An đã bị tạm đình chỉ công tác. Theo đó, sáng 15 tháng 3, chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An cho biết,
đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông B được xác định là người dùng mũ bảo hiểm, đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh, gây xôn xao dư luận vào sáng ngày 13 tháng 3. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, quyết định tạm đình chỉ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3. Việc tạm đình chỉ công tác ông B là để phục vụ cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc người này dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông. Sau khi có kết quả điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy sẽ có hình thức xử lý ông B nghiêm theo quy định. Được biết, ông PHB công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy đóng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An được 3 năm. Trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 3, ông B được triệu tập đi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, một người đàn ông đi xe máy Honda Airblade đang đi vào vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, người này bất ngờ cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe. Toàn bộ hành động của người đàn ông được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Sau khi xem video, nhiều người bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Ngày 14 tháng 3, tin từ cơ quan chức năng cho biết, người đàn ông đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông, gây bức xúc dư luận là một cán bộ hải quan ở tỉnh Nghệ An. Danh tính người này được xác định là PHB, sinh năm 1984, công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An. Sau khi nhận được thông tin, Chi cục Hải quan Thanh Thủy đã yêu cầu người này làm báo cáo giải trình. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, một người đàn ông đi xe máy Honda Airblade đang đi vào vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, người này bất ngờ cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe. Toàn bộ hành động của người đàn ông được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Sau khi xem video, nhiều người bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.